Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43 trên 98 trên 31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tại công điện, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Đồng thời, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là Luật phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy chữa cháy liên quan đến kinh doanh, cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2024. Kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới.